Chứng khoán quốc tế là gì vậy? Chứng khoán quốc tế là mình mua các cái cổ phiếu ở nước ngoài. Đấy. Ví dụ ở Việt Nam đi, chứng khoán Việt Nam thì là mua cổ phiếu của Vinamilk, Hòa Phát. Đấy. Quốc tế thì chúng ta mua cổ phiếu của Apple, Microsoft, Amazon, đúng không? Đấy. Nhưng mà thực ra thì theo tìm hiểu của mình ấy, thì ở Việt Nam chúng ta là rất khó để có thể mua trực tiếp được cái cổ phiếu của Amazon, Apple hay là Microsoft, mà chúng ta chỉ mua thông qua cái hợp đồng phái sinh do những cái đơn vị dịch vụ trung gian người ta cung cấp thôi. Và thường thì cái dạng mua này ấy, nó có cái đòn bẩy rất là cao. Chúng ta có một đồng thì có thể là mua lên thành là 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, thậm chí là hơn nữa. Thì bởi vì do đòn bẩy rất cao như vậy nên là một số cái rủi ro nó sẽ xuất hiện. Thì cái lời cố vấn dành cho anh chị em khi tham gia những cái thị trường như vậy ấy, thì thường Khang cố vấn rằng là tham gia với số vốn nhỏ từ khoảng là 2.000 đô trở xuống. Mục tiêu tham gia là để học hỏi là chính thôi. Chúng ta đừng xác định là đi kiếm tiền chuyên nghiệp từ cái thị trường này, bởi vì cái tỷ lệ thành công nó sẽ rất là thấp. Và với khoảng 2-3 nghìn đô tham gia đầu tư như vậy, thì nếu là mình thắng, có thể mình thắng được là 3.000, 5.000, 10.000 đô. Đó là sự may mắn của mình. Còn nếu mà mình thua thì mình xác định đấy là một bài học trị giá là 2-3 nghìn đô. Thì chúc anh chị em có những cái trải nghiệm tốt cho cái thị trường này.